Tử vi tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, có tam hợp Hậu Thuẫn, đường tài lộc, của tuổi Quý Sửu đang có những bước phát triển rõ rệt trong tháng 8 năm 2024 âm lịch này. Xem tử vi tuổi Quý Sửu 1973 tháng 8 năm 2024 âm lịch, tháng mới hứa hẹn nhiều điều bất ngờ đến với người tuổi Quý Sửu, khiến tâm trạng bản mệnh liên tục lên xuống. Nhưng nhìn chung không có gì đáng phải lo lắng khi mà cuối tháng bản mệnh có thể thở vào nhẹ nhõm khi việc khó nhất bản mệnh cũng đã có thể vượt qua. Tháng này bản mệnh say mê công việc như là cách để thể hiện bản thân, nhưng không phải khi nào kết quả cũng được như ý. Tinh thần của tuổi quý sửu do đó phải thật vững vàng bản mệnh nhé. Việc của bản mệnh đó là hãy cứ chăm chỉ, có thể thành công tới muộn nhưng đừng vì thế mà nản lòng, thoái chí. May mắn là có chính ấn, nâng đỡ nên bản mệnh không phải vất vả quá nhiều trong thời điểm này những ai tận dụng được cơ hội đang có sẽ có được những tầm cao mới đặt ra những tiêu chuẩn giá trị cho bản thân tháng này không có lợi cho sức khỏe của bản mệnh do đó nên dành nhiều thời gian chăm sóc cho cơ thể của mình khi nào uống mệt thì nên nghỉ ngơi không nên làm việc quá sức vì lúc này chất lượng công việc cũng sẽ bị giảm sút đáng kể đấy thời gian này bản mệnh rất cần tập trung cho công việc và một số vấn đề khác nên thường xuyên lơ là chuyện tình cảm là điều dễ hiểu nhưng may mắn là bạn đời và người thân xung quanh hiểu và thông cảm cho bản mệnh. Thậm chí họ còn nhiệt tình hỗ trợ bản mệnh khi cần, không nề hà bỏ công sức ra hỗ trợ bản mệnh trong những tình huống khó khăn. Xét về địa chi, sửu gặp dậu lâm cục diện tam hợp thái tuế, có tam hợp hậu thuẫn, đường tài lộc của tuổi quý sửu đang có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này. Bản mệnh có thể đạt được thành công nhanh chóng vượt ngoài sức mong đợi khi, mà chỉ bằng chút tài lẻ cũng có thể kiếm tiền về đầy tay với tính cách hào sản của mình bản mệnh nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để mở rộng các mối quan hệ giúp bản mệnh gặp gỡ được quý nhân hãy cởi mở hơn và trân trọng những người thực sự đối tốt với mình trong tháng này các mối quan hệ giữa quý sửu và người nhà rất hài hòa và yên ấm mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với nửa kia của mình chỉ cần hai người đồng lòng sẽ giải quyết được mọi việc. Xét về thiên can, quý thủy gặp quý thủy là tỷ kiên khiến bản mệnh khó tập trung trong công việc, có xu hướng đầu óc ù mê, ngu muội, làm việc thiếu minh mẫn, dễ mắc sai lầm. Những quyết định quan trọng nên để sang thời gian khác phù hợp hơn bản mệnh nhé. Thần sát này cũng tạo ra không ít chướng ngại tinh thần khiến bản mệnh lúc đầu có cảm giác như mình không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bản mệnh có thể trải qua một tháng căng thẳng khó vận dụng được các kỹ năng giao tiếp vào các hoạt động sinh hoạt đời thường điều may mắn có người xuất hiện giúp đỡ bản mệnh kịp thời hoặc khi gặp vấn đề bản mệnh chủ động nhờ hỗ trợ sẽ có người giúp bản mệnh ngay lập tức thế nhưng cũng đừng vì thế mà chờ đợi vận may trước khi nghĩ tới việc có ai giúp bản mệnh cũng phải là người tự mày mò tìm hiểu trước đã nhé chính ấn thế nhưng đừng quá lo lắng trong tháng này bản mệnh vẫn được các thần chính ấn nâng đỡ nên mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy dưới bàn tay sắp xếp khéo léo của bản mệnh thành công có được tuy phải phải trải qua nhiều gian nan thử thách đổi nhiều mồ hôi công sức tổn hại trí não nhưng hoàn toàn xứng đáng khiến bản mệnh vô cùng tự hào về bản thân hơn nữa các thần này mang tới những suy nghĩ và hành động táo bạo có thể tạo ra những giá trị sáng tạo mang lại lợi ích thiết thực chỉ cần quý sửu tập trung tinh thần ắt cho ra ý tưởng tuyệt vời khẳng định năng lực tự mở rộng con đường thăng tiến cho chính bản thân. Chính ấn còn rất tốt cho các mối quan hệ của mệnh chủ. Nhân duyên tốt đẹp giúp thúc đẩy các mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác thêm hài hòa, dễ gặp được quý nhân phù trợ, có thể ký kết được hợp đồng lớn, vừa có lợi cho tập thể, bản thân bản mệnh cũng nhận được mức thù lao xứng đáng. Tử phù hung tinh đem đến điềm báo dễ có tai họa xảy ra trong tháng này, nếu đi lại không cẩn thận, nhất là trong tình trạng không tỉnh táo. Uống nhiều rượu bia sẽ rất dễ gây ra tai nạn. Do đó, trong các cuộc vui với bạn bè, bản mệnh nên biết nói từ chối để đảm bảo an toàn giao thông đấy nhé. Người đang ốm bệnh nhớ kiên trì làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên lưu ý việc khám xét định kỳ để đảm bảo sức khỏe luôn ổn định. Nếu bản mệnh không bị bệnh thì việc này mang lại cho bản mệnh tâm lý an tâm hơn, nhờ đó mà cũng giúp cải thiện sức khỏe nữa đấy tuổi quý sửu 1973, tuổi con trâu, la ngoại chi ngưu, trâu ngoài chuồng, mệnh mộc, tang đố mộc, gỗ cây dâu, 52 tuổi, tuổi mụ đến 2024, màu sắc, hợp, xanh dương, đen, xanh lá cây, kỵ, trắng, bạc, ghi, xám. Năm 1973 âm lịch tính theo lịch can chi là năm quý sửu quý là thiên can, sửu là địa chi hay còn gọi là con giáp. Con giáp sửu tức trâu, khi kết hợp với các thiên can khác nhau thì sẽ ra những loại trâu khác nhau, có năm loại cả thảy. Quý sửu được xếp vào loại trâu ngoài chuồng lan ngoại chi ngưu. Nam hay nữ đều như vậy. Tam tai tuổi quý sửu 1973. Tam tai là chu kỳ 3 năm chịu hạn liên tiếp của tuổi, và cứ cách 12 năm thì chu kỳ này sẽ lặp lại một lần. Mỗi chu kỳ gồm có năm hạng đầu, năm hạng giữa và năm hạng cuối. Năm giữa chịu hạng nặng nhất, năm cuối nhẹ nhất. Theo cách tính năm tam tai, thì tuổi quý sửu 1973 chịu hạng tam tai trong những năm sau đây. Chu kỳ một bao gồm các năm 2031, 2032, 2033. Chu kỳ hai bao gồm các năm 2043, 2044, 2045. Chu kỳ 3 bao gồm các năm 2055, 2056, 2057. Chu kỳ 4 bao gồm các năm 2067, 2068, 2069. Hàng thái tuế tuổi quý sửu 1973. Thái tuế có các loại, trị thái tuế, xung thái tuế, phá thái tuế, hình thái tuế, hại thái tuế. Trong đó trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, và xung thái tuế là những năm hạn rất nặng và theo kinh nghiệm dân gian, thì người ta thường tránh thực hiện những công việc quan trọng vào những năm phạm hai hạng này. Dưới đây là năm năm phạm thái tuế gần nhất của tuổi 1973, năm 2024, năm giáp thìn phá thái tuế, năm 2026, năm bính ngọ hại thái tuế, năm 2027, năm đinh mùi xung thái tuế, năm 2030, năm canh tuất hình thái tuế năm 2033, năm Quý Sửu, trị Thái Tuế. Các năm Kim Lâu của tuổi Quý Sửu 1973. Tứ Kim Lâu, bốn loại Kim Lâu gồm có thân, thê, tử, xúc. Thân là bản thân mình, thê là vợ mình, tử là con cái mình. Xúc là gia súc, con vật mình nuôi. Tín ngưỡng người Việt cho rằng, nếu tiến hành những việc trọng đại vào năm Kim Lâu nào thì sẽ gây khó khăn, cản trở cho đối tượng tương ứng. Nếu bản mệnh chưa kết hôn thì bỏ qua Kim Lâu Thê, chưa có con thì bỏ qua Kim Lâu Tử, không làm nghề chăn nuôi gia súc hoặc nuôi thú cưng trong nhà thì bỏ qua Kim Lâu Súc. Lưu ý, đối với nữ không tính Kim Lâu Thê. Kim Lâu Súc bao gồm các năm 2025, 2034, 2043, 2052, 2061, 2070. Kim Lâu Thân bao gồm các năm 2027 2036, 2045, 2054, 2063, 2072. Kim Lâu thê bao gồm các năm 2029, 2038, 2047, 2056, 2065. Kim Lâu tử bao gồm các năm 2032, 2041, 2050, 2059. 2068. Tổng quan tử vi trọn đời tuổi quý sửu sinh năm 1973. Không trầm tĩnh như người tuổi tân sửu, không mạnh mẽ như người tuổi ất sửu nhưng vẻ ngoài của người tuổi quý sửu, thoát lên khí chất nho nhã, thanh cao và luôn gây được thiện cảm với người xung quanh. Người tuổi quý sửu vốn không sôi nổi nhưng luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ có chí tiến thủ nhưng không quá tham vọng với quyền lực như người tuổi sửu mệnh hỏa trong công việc. Họ cẩn trọng, biết tiếp thu ý kiến của người khác, có tinh thần cầu thị. Có thể nói, con người họ giống như tính chất của hành mộc, luôn vươn lên tươi xanh và cân bằng và trang hòa sức sống. Người tuổi sửu mệnh mộc có tinh thần hợp tác và biết cách tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Cũng có không ít người tuổi sửu mệnh mộc khá thông minh, nhanh nhẹn. Họ biết tận dụng mọi cơ hội khi có thể để biến lý tưởng của mình trở thành hiện thực. Cuộc đời của người tuổi sửu mệnh mộc tuy có gặp khó khăn, nhưng họ đều biết cách vượt qua để tạo lập sự nghiệp cho bản thân. Tính tình lanh lợi, hoạt bát, có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Quý sửu không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách người tuổi quý sửu có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên rất dễ đắc tội với người đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của người tuổi quý sửu. Họ quan niệm cây ngay không sợ chết đứng, và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì mình cho là đúng. Vận mệnh quý sửu khá tốt, được quý nhân đi theo phù trợ. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn hay đến giờ phút quan trọng, họ thường may mắn được người giúp đỡ, hỗ trợ và ủng hộ nhiệt tình. Đây là điều đáng quý mà không phải ai cũng có được. Tuy nhiên, không nên quá ý lại, mà phải luôn nỗ lực hết sức mình thì mới có thể đạt được thành công đáng quý công việc có tính chất ngoại giao tư vấn đều phát huy sở trường của người tuổi quý sửu đây là môi trường và mảnh đất giúp tuổi quý sửu phát huy được hết điểm mạnh của mình lĩnh vực xây dựng nội thất kinh doanh nhà hàng khách sạn thực phẩm hải sản đi thuyền đều phù hợp với người tuổi quý sửu nghề nghiệp hợp với người tuổi quý sửu bao gồm nội thất kiến trúc nghề mộc nhà hàng quán ăn đặc biệt người tuổi quý sửu rất hợp với những nghề liên quan đến kinh doanh như mở cửa hàng doanh nghiệp ngoài ra quý sửu cũng rất khôn ngoan phù hợp với các nghề chính trị ngoại giao cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này nếu trong quá trình biên soạn nội dung có bất kỳ điều nào sai sót hoặc chưa đầy đủ ban biên tập chương trình kính mong nhận được sự góp ý của quý anh chị và các bạn để chúng tôi có thể khắc phục các thiếu sót này và xây dựng thêm nhiều nội dung hay về tử vi số mệnh. Quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.